Thủ tướng Cameron bị chỉ trích vì nhận định sai về di dân tin từ London, Anh Quốc. Vào ngày thứ Năm 30 tháng 7 vừa qua, một tổ chức từ thiện đã chỉ trích Thủ tướng Anh Quốc David Cameron vì nhận định của ông về cuộc khủng hoảng di dân đang diễn ra tại Calais. Ông Cameron đã đổ trách nhiệm gây nên cuộc khủng hoảng của các nhóm di dân vượt biển Địa Trung Hải. Người điều hành tổ chức hội đồng tị nạn bà Anna Musgrave vào ngày thứ Năm đã gọi tuyên bố của Thủ tướng Anh Quốc là vô trách nhiệm. Một viên chức cảnh sát cho biết là số di dân cố vào nước Anh đã giảm một chút vào đêm thứ Tư 29 tháng 7 so với đêm trước đó trong tuần, với khoảng 800 người và khoảng 300 người đã bị cảnh sát chặn lại. Đêm thứ Hai 27 tháng 7, số di dân muốn băng qua đường hầm lên tới 2.000 người, đêm thứ Ba là 1.800 người.